Nếu cặp đôi Ru và Ru lớn lên cùng nhau trong Minecraft thì sẽ như thế nào? Cả hai sẽ cùng được trải nghiệm quay trở về với tuổi thơ từ 3 tuổi cho đến 20 tuổi và phát hiện ra được những bí mật về nhau và những tật xấu của nhau luôn á nha. Tương lai của cặp đôi Ruru sẽ như thế nào đây nha? Muốn biết là như thế nào? Bây giờ hãy cùng mình xem hết video để cùng đoán được Ru và Ru đã trải qua những gì ở tuổi thơ nha. Girl ơi, anh đã sẵn sàng cho một cuộc lớn lên của chúng ta chưa? Sao nhìn mấy cái cổng này ấy đáng sợ quá vậy con? Nè nha, bây giờ nếu mà anh chưa biết á, trời nãy giờ là mình quên giải thích cho Sigo nghe các bạn ơi. Đó, những cái cổng này là cho biết. Ủa anh đâu rồi? Ủa vậy? Đó, nhìn đi, những cái cổng này là những cái cổng cho chúng ta biết là tương lai chúng ta sẽ như thế nào và khi nhỏ chúng ta sẽ như thế nào đó. Đây là mình với Siro cái lúc mà bao nhiêu tuổi ta? 3 tuổi đó. Bây giờ nó sẽ lên đi tiếp từ từ cho tới lúc 25 tuổi luôn nha. Ủa, trời ơi, rồi ông đi vô cái cổng 3 tuổi rồi các bạn ơi. Siro đi vô cổng 3 tuổi rồi. Trời ơi, ông đâu mất tiêu ta. Rồi thôi, bây giờ là tôi sẽ bay vô cái cổng 3 tuổi này để giải cứu Siro với mọi người ơi. Oh my god, mình đã biến thành 3 tuổi rồi các bạn ơi. Mà sao mình mập quá vậy? Siro đâu rồi? Siro ơi, anh làm gì vậy? Làm gì vậy? Anh biết là nhỏ xíu rồi con. Ê, ê, sao em mập quá vậy? Ê, sao em mập quá vậy? Ê, vô duyên nha. Người ta mập kệ ta đi trời. Vô duyên. Bây giờ là em nói chứ mà em vô em mập sao anh mới nói mà. Ủa đâu? Ừ, hén đúng rồi. Trời ơi, nhưng mà từ từ. Ê, em cao hơn anh nè cô ơi. Em cao hơn anh nè. Em vô nước hơn anh. Chắc chắn em bật cái giò nước rồi đúng không? Ông đội ơi, tôi mới vô cái giò nước này làm gì bật? Ê, tính ra là tôi mới vô, sao tôi biết nó bật được ông nội? Trời ơi các bạn ơi. Trời ơi, cái này cái lúc mà tôi 3 tuổi nha. Mọi người nhìn tôi ú nụ luôn nè đó. Còn Sigo thì ấp gầm như cục xương, như bộ xương vậy đó mấy bạn ơi. Cái gì đây? Bình sữa của ta đâu? 20 bình sữa sao đổi lấy được một chìa khóa? 20 bình sữa sẽ được đổi lấy một chìa khóa. Ô, đây là bà chú hả? Mẹ ơi. Cô lấy sữa thôi. Rồi lấy bình sữa phụ ơi. Nhanh lên đi tìm bình sữa cho em nè. Trời ơi, ai đâu mà vô ý thức mà xả bình sữa từ lưa để bà chú đi tìm các bạn ơi. Trời ơi, chắc chắn là Sigo chứ không phải ai nữa. Ui, sao cái bình gì vô duyên nghe, không có nghe. Hồi nhỏ ơi, xin lỗi, hồi nhỏ em hơi bị ngoan nghe anh em làm nhà có cái gì ta, nó gọi là gì, bằng giấy khen cháu ngoan của ba mẹ nghe, ok. Ai kêu ngoan? Ây da, tin chứ Gu kêu Gu ngoan, anh không tin đâu. Ai chết rồi, lỡ đập cái bàn rồi, thôi kệ đi. Lỡ đập bình sữa rồi. Em được 5 rồi, anh được bao nhiêu rồi? 13. Ủa gì nhanh vậy ba? Ủa nhanh vậy? Oh my god, 20 bình sữa là sẽ đủ mọi người ơi. Từ đi tìm bên đây coi có cái bình sữa. Ô, một cái nữa nè. Oh my god, bà chú nuôi này bà lười quá các bạn ơi. Bà giấu bình sữa xong bà bắt tụi mình đi tìm này. Cho ra bình sữa em đây. Đâu nè, rồi đi lấy cho em coi. Rồi đây nè, chìa khóa nè. Đâu chìa khóa đâu, lẹ lên. Gầm ơi gầm. Ủa? À đây rồi, đây rồi chìa khóa đây. Đâu chìa khóa đâu gầm. Ồ. Ồ. Ồ mày kết một cái cánh cổng mới các bạn ơi. Ôi cái cổng này chắc là sẽ đi quay về chỗ cũ, vậy là tụi mình đã. Ê, chưa kịp nói hết là ổng đi rồi các bạn ơi. Đúng là cái người vô ý ức, vô danh quá các bạn ơi. Trời, bây giờ là tôi sẽ đi cánh cổng này đi về. Oh my god, thì ra là 3 tuổi tụi tôi là phải đi vô nhà trẻ đi tìm bình sữa. Ừ, nó lạ thiệt luôn đó mấy bạn ơi. Rồi, 1, 2, 3. Wow, oh my god các bạn ơi. Tụi mình đã... Gì vậy ông nội? Trời ơi, tụi mình đang ở hình dạng 3 tuổi mọi người ơi. Vậy là tụi mình đã hóa hơn nữa 3 tuổi này rồi các bạn ơi. Oh my god, đây là tôi sẽ cho các bạn nhìn chi tiết luôn nè. Đó, trời ơi, dễ thương chưa? Trời ơi, sao nhìn con sói của Sigo gì đâu mà xấu xấu quá vậy? Nhìn nó ngắn ngắn. Ông em nhìn đâu mà gian manh dữ vậy? Ê, sao con mèo đi nó gian quá vậy tại? Mà thôi kệ đi các bạn ơi. À, vậy là tụi mình đã biết được là tụi mình đang ở 3 tuổi này như thế nào luôn rồi. Ôi, về dễ thương quá trời luôn. Rồi, tiếp theo sẽ là 5 tuổi. Ui, vậy? Ổng đi một cái cách mà
nhìn nó lạ lắm các bạn ơi, như bị điên cái trời ơi. Đó, tôi ngồi tôi đây tôi cho các bạn xem thử cái hình nè. Oh my god, đây là tôi. Đi vô đây. Trời ơi, đây, em đang giới thiệu cho mấy bạn cho em này đó, các bạn thấy chưa? Đây, Shiro mặc cái bộ đồ cute quái, mình cũng mặc bộ đồ hình con mèo, Shiro thì mặc bộ đồ hình con sói các bạn ơi. Oh my god, cute thật sự. Rồi bây giờ tụi mình sẽ bước qua cái cánh cổng 5 tuổi này luôn nha. 1 2 3. Oh my god! 5 tuổi là gì vậy? Trời ơi, là trời 5 tuổi là được đi học rồi kìa anh ơi. Ê, nhìn em cao hơn anh này bé. Bằng nhau nè. Anh bắt đầu cao hơn em rồi. Cao đâu, bằng nhau. Trời ơi. Em coi vô tường, em đứng vô tường coi hả? Đâu nè, bằng rồi, các bạn thấy không? Bằng. Trời ơi, bé hơn có một giày xanh à. Trời ơi, như mà tính ra là lúc nhỏ tôi cao hơn Shiro các bạn ơi. Đúng là con gái lúc nhỏ phát triển quá trời luôn. Trời ơi, cái gì đây? Cái thử thách ở cái căn phòng mình lúc 5 tuổi của tụi mình. Để mà có thể hót qua là cái... Gì cơ? Gì hả? Ủa đường đúng hả? À, 5 cộng 5 bằng 10 các bạn ơi. Oh my god. Đúng rồi, 5 cộng 5 bằng 10 mà tôi quên mất rồi. Đi qua. Oh my god, đây là đường đúng các bạn ơi. Yeah. Rồi 5 5 nhân 2 bằng mấy hả? Theo như vậy. Tại vì cái lúc này là mình mới 5 tuổi, mình cũng đâu có thuộc bản vũ chương nữa các bạn ơi. Đó, mình để mình đoán lại nha, cái này là quá dễ luôn. Nói với cái người 5 nhân 2 bằng 10. Đúng rồi mà, 5 nhân 2 bằng 10. Rồi, gì trời ơi, đúng rồi. Rồi cái này cho gu nè, cái này cho gu nè, 35 chia 7 bằng mấy? 35 chia 7 hả? Mấy, nói nhanh, trả lời nhanh. Ủa cái này anh biết rồi, bất kỳ đâu em. Anh biết trả lời chứ. 30 thì 35 chia 7, 35, 35 chia 7 bằng 15 phải không? Đúng rồi. Đúng rồi hả? Ủa 35 chia 7 bên đều sai vậy? Ủa sao hai bên đều sai vậy? Vậy là cái phép tính này nó không có cái số nào luôn ấy chứ. Vậy là em không sai phải không? Trời ơi. Chứ gì nữa? Trời ơi, ba vậy là 35 chia 7 là bằng bao nhiêu vậy? Anh biết không? 5. Thì ra giờ mình mới biết nó bằng 5 á các bạn ơi. Nói chung là vậy đó, trời ơi. Trái quá trời luôn rồi. Ok các bạn ơi. Thì ra đây là cái căn phòng mình lúc tụi mình 5 tuổi các bạn ơi. Là căn phòng toán học mọi người ạ. Đó, tại vì nếu mà các bạn chưa biết thì mình là thần đồng toán học á. Đó, mình là thần đồng toán học nên là nó là vậy đó mọi người. Gì vậy cô? Anh đi qua đây vậy nè. Bây giờ là ok, tụi mình đã xong được cái căn phòng mà cái lúc mà tụi mình 5 tuổi rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi về để có thể mà đi tiếp với căn phòng tiếp theo luôn nè. Gì vậy cha nội? Vô nè. 1 2 3. Woo! Oh my god các bạn ơi. Đó, và chúng ta đã trải nghiệm ở được con tuổi số 5 rồi, là tâm tuổi đó mấy ba ơi. Trời ơi, luôn 5 tuổi nhìn tôi cũng đáng yêu chứ bộ. Rồi Shiro làm gì vậy? Anh làm gì cơ? Ủa sao cái cửa này là cửa gì mà nhìn lão ấy ba? Đâu, cửa nào đâu? Nếu mà anh chưa biết cái cửa này là cửa gì ta? Cửa lúc mà mình 20 tuổi á, hiểu không? Gì 20 tuổi, cối lại. Thì đừng có nghĩ vậy em, đừng có nghĩ vậy em nội. Tại vì bây giờ là mình, cái cỗ máy này em chế tạo ra là chỉ xem được tới 20 tuổi thôi. Những cái tuổi còn lại là chúng ta phải trải nghiệm, anh hiểu không? Hiểu không? Gì vậy? Gì ông nội? Gì vậy? Làm gì vậy? Trời ơi, ông bị điên quá các bạn ơi. Trời ơi, ngồi vậy. Trời ơi, chưa kịp nói gì là ông bay vô. Oh my god. Ê, cái này là cái lúc này là tụi mình là 10 tuổi nè mọi người ơi. 10 tuổi là cái lúc mà là hiện tại luôn đó các bạn ơi. Là hiện tại của tôi với Shiro luôn các bạn ơi. Rồi, bây giờ là tôi với Shiro sẽ bước vô cái 10 tuổi này sẽ như thế nào luôn nha. 1, 2, 3. Wow. Oh my god các bạn ơi. Đây là cánh cổng lúc mà tụi mình 10 tuổi. Có tiền ra này là bắt cô. Vậy là cái cánh cổng 10 tuổi này là Shiro dạy tôi bắt cô các bạn ơi. Trời ơi, quải trưởng thiệt chứ. Rồi bây giờ bắt cô nè. Ủa cái gì á? Tôi
đã hiểu cái trò chơi này như chơi như nào rồi. Dạ. Oh my god, ok. Vượt qua được rồi các bạn ơi. Đó, rồi bây giờ là tôi sẽ đợi cái này nó biến thành kính này, rồi tôi sẽ nó biến xong rồi tôi sẽ bên nhảy qua nè. Yo. Yeah, ok, vượt qua được rồi mọi người ơi. Oh my god, thì nói chung cái này nó cũng dễ mọi người ơi. Mà sao roll ngẫm rồi, sao anh té rồi? Đăng. Anh sống mà, anh sống không có tình người gì hết trơn anh. Trời, có tình người mới đánh anh xuống em bây giờ đồ đó. Ừ đúng là những con người sống không bao giờ có tình người á mấy bạn. Đúng rồi đó. Đúng thiệt luôn á, trời ơi khổ ghê trời. Ê, luôn á. Chớp ba cái là nó sẽ hiện ra nha. Ồ hiểu rồi. Oh my god, ok. Ồ hả, hiểu rồi mọi người ơi. Ây da. Thật ra thì mình cũng không hiểu mấy. Nói chung là ở cánh cổng 10 tuổi này là tôi nhận được một cái sự mà dạy dỗ hướng dẫn về bất cô của thầy tôi là Chigo, còn tôi chỉ là đệ tử thôi mọi người ơi. Trời ơi, đây nhảy qua nè, đó. Ây da. Đúng là cái cuộc sống này mình không nên là phù hợp với bất cô các bạn à. Đúng là cái cuộc sống này tôi không có phù hợp với bất cô luôn á anh em ơi. Ồ yeah. Oh my god, tới màn số 5 rồi. Ủa nhanh quá vậy hả? Ủa nhanh quá vậy? Ủa sao anh chơi nhanh quá vậy? Trời ơi Chigo chơi quá vậy, anh Chigo không đợi mình gì hết trơn luôn mấy bạn ơi. Oh my god, nhanh đi còn về với trời. Trời ơi các bạn ơi, này khó thật sự luôn. Đúng là 10 tuổi tôi không thích bắt cua thiệt luôn các bạn ơi. Đúng rồi, rồi rồi lên đây đây đây, chuẩn bị lên qua luôn này các bạn ơi. Đó đi về chuẩn bị lẹ, mình sẽ đi tiếp tục với cánh cổng tuổi khác luôn nha mọi người. Nãy giờ tôi nhảy ra quá trời luôn này, rồi bây giờ là bây giờ cái cánh cổng tôi đang nằm ở bên kia mọi người ơi. Và bây giờ mình sẽ nhảy nốt cái này. Trời ơi nhảy nốt không được luôn mọi người ơi. Rồi nhảy qua này đó. Cái này coi bộ là cái này cũng dễ dàng tí đó, hoặc là cũng không khó. Trời ơi, rồi, nhảy qua nè. Đó, ok. Anh về tới rồi. Ơ, ủa sao anh về rồi? Ủa, nhanh vậy trời ơi, Zigo về rồi các bạn ơi. Trời ơi, ok, bây giờ mình còn chuẩn bị qua nè. 1, 2, 3, ok. Ok rồi. Yeah, ok. Ê, tính ra là tôi vừa chuẩn bị xém chút là chạm tới đích là tôi được về chỗ cũ để tôi có thể đi qua một cái tuổi mới này đó. Rồi bây giờ cái tôi đi lại từ đầu luôn mấy bạn ạ. À, khổ thiệt á chứ. Trời ơi. Này rồi. Ok. Wow. Yeah. Yeah. Wow. Oh my god. Oh my god. Đây là cái lúc tụi mình 10 tuổi các bạn ơi. Đó vẫn là cái skin mặc định như bây giờ luôn. Quá trẻ trâu luôn phải không anh? Trời ơi. Nhìn Chico với tôi y chỉ trang hai đứa chỉ trâu vậy các bạn ơi. Đó. Trẻ trâu ơi. Chú Duyên, tôi chỉ trâu cả ra đây. À, trời ơi, ở cái tuổi số 10 này các bạn ơi, là Sigo dạy cho tôi bắt cua đó. Trời ơi, gắn liền với bắt cua quá trời mệt luôn các bạn ơi. Đó, nhưng mà nói chung cũng vui mọi người ơi, là tụi mình đã trải nghiệm và biết được ở số cái tuổi 10 của tụi mình là như thế nào. Thật ra là hiện tại là biết rồi đó, chứ cho các bạn biết thế nào là bây giờ tôi đang mấy tuổi ở trong game thôi các bạn ơi. Đó, rồi bây giờ là tôi đã xong được cái cánh cổng thứ 3 ở cái 10 tuổi rồi nha mọi người ơi. Bây giờ vậy mà gì anh à? Để anh như trong team này á, có mình anh với em hai màu mắt à, là hai đứa mình trẻ trâu á. Ừ đúng rồi, hai đứa trẻ trâu hai màu mắt ờ đúng rồi đó. Hai màu mắt y hai màu mắt vậy đó, có đánh cái trời ơi đó, trẻ trâu quá trời luôn. Rồi đây là cái cổng tiếp theo, là cổng 15 tuổi các bạn ơi. 15 tuổi lại nữa rồi, trời ổng đi chứ mà mình chưa kịp nói cái gì luôn á mấy bạn ơi. Đó, ở cái cổng 15 tuổi này là các bạn có thể nhìn thấy là oh my god, tôi với CEO đang là mặc bộ đồ giống như là kiểu trung học các bạn ơi, là đi học ở trung học rồi. Đó, ở cái tuổi mà 15 như thế này là tụi mình đã đi học là ở trung học rồi luôn nha mọi người ơi. Oh my god, nhìn bộ đồ đẹp thật sự luôn. CEO phải mặc một cái bộ đồ cà vạt nè, còn mình là nguyên set hồ màu tím luôn các bạn ơi. Ôi god, tóc tôi dài á các bạn. Hiện tại là các bạn đang thấy là tóc tôi này là tóc ngắn nha mọi người ơi. Đó, rồi bây giờ là tôi sẽ thử vô cánh cổng 15 tuổi này để xem có gì thú vị trong đây luôn nha mọi người ơi. Đó, để xem có cách nào để vượt qua được cánh cổng tiếp theo luôn nha. Rồi bây giờ nè, 1, 2, 3. Woo! Oh my god, đây là cánh cửa lúc mà tụi mình 15 tuổi các bạn ơi. Trời ơi, các bạn em tụi mình đang mặc đồ học sinh như là học sinh rồi gì ta, học sinh trung học thì phải, mà sao nhìn vô mặt quá vậy anh? Vậy anh không có mặc nha em. Anh tin đâu vậy? Cái này là đúng anh... rồi, không có mặc nha. Anh mà thử nói tôi sao đi, là anh biết tay em đó rồi.
rồi. Đó các bạn thấy chưa? Oh my god, nhìn mình nữ sinh thực sự luôn các bạn ơi. Nhìn Shiro như ông già vậy mọi người. Đó mặc cái quần gì đâu mà thấy ghê luôn á các bạn ơi. Ôi trời ơi. Ôi đâu rồi? Ôi vô đây cô ơi, tự nhiên bị chuyển chỗ nào. Oh my god, để coi cái thử thách ở cái tuổi 15 này sẽ như thế nào nha mọi người. Đâu. Oh my god. Ôi, cái này là một cái trò chơi con mực các bạn ơi. Oh my god. Đâu đó, cái là trò chơi đèn xanh đèn đỏ rồi nãy. À quên, đây là trò chơi đèn xanh đèn đỏ các bạn ơi. Trời ơi, mình quên mất mọi người ơi. Rồi chuẩn bị bắt đầu nè anh ơi, chuẩn bị bắt đầu nè. Ôi, câu ca chơi được không ta, khó không ta? Đèn đỏ. Rớ ngẫm rồi mọi người ơi. Rớ ngẫm rồi các bạn ơi. Ok, đèn xanh. Ừ, thật ra thì nó cũng không có dễ mấy các bạn ơi. Trời ơi, nó khó quá trời khó luôn mọi người ơi. Oh my god. Chỉ cần vượt qua được thử thách ở cái tuổi 15 này, tụi mình sẽ đi qua tới cái tuổi 20 rồi mọi người ơi. Oh my god, oh my god. Hơi khó, hơi căng đây. Đèn đỏ, đèn xanh, đèn đỏ hay là đèn xanh? Chắc chắn là đầu tiên sẽ là đèn đỏ rồi mọi người. Rồi vô nè, vô nè, vô nè, vô nè. Mình không được cử động đâu mọi người. Oh my god. Ok, đèn đỏ, đèn đỏ, đèn đỏ. Oh my god. Em nói rồi, anh không chơi được đâu. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Sợ quá các bạn ơi, con robot nó đang nhìn tôi kìa mọi người ơi. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Ây da. Nhìn gì? Đấy, cãi lên đây, giờ tao chơi lại nè. Đó, bảo khó rồi mà không tin gì hết trơn à. Em bảo khó rồi mà không tin. Lúc đầu không biết chơi thôi, bây giờ là sẽ khác nè. Nhìn anh đi một mạch qua luôn nè. Nào, nào, đây coi cái anh thể hiện coi sao nè. Trời ơi, đã bảo khó rồi mà Shigo không tin mình gì hết trơn. Mọi người ơi, trời ơi, siêu khó luôn rồi. Ok, bây giờ không được nhúc nhích đầu luôn hả? Đúng, hình như là mình không được nhúc nhích đầu luôn anh ơi. Anh ơi, nhúc nhích cái là ngẫm luôn anh. Thiệt. Vô nè, đèn đỏ trước nha, ok. Oh my god, oh my god. Đèn xanh à, rau chơi được rồi mọi người ơi. Rau chơi được rồi. Oh my god, cả hai tụi mình đều chơi được luôn nha mọi người ơi. À, sợ thực sự luôn. Trời ơi. À, cái này phải đi nhích từng miếng, từng miếng, từng miếng á. Đúng rồi. Ooh, hey, căng thẳng luôn mọi người ơi. Oh my god, cái tuổi này khó ghê. Đúng là tuổi 15 luôn nhiều áp lực. Ôi, gánh áp lực thực sự luôn mọi người. Trời ơi. Ê, sao anh đi nhanh quá vậy? Anh đi chậm hơn em, anh đi nhanh quá vậy? Oh my god, trời ơi, cứu tôi, sợ quá mọi người ơi. Yeah. Còn gì nữa đâu mà khóc với chồng. Em cũng hiểu tại sao em ngẫm luôn anh. Anh cũng hiểu sao anh ngẫm luôn. Trời ơi các bạn ơi, tuổi 15 quá trời là áp lực luôn mọi người ạ. À, ê luôn, tuổi 15 áp lực cực kỳ luôn. Ok rồi, cố gắng một lần là tụi mình sẽ đi qua tuổi 20 luôn nè mọi người ơi. Lần cuối cùng luôn nha anh. Trời ơi, đi chung với em đi trời ơi. Trời ơi. Oh my god, trời ơi. Ôi, tận 100 giây này. Áp lực quá mọi người ơi, áp lực đè nặng trên vai. Yeah! Woo! Oh my god, tụi mình đã tốt nghiệp rồi mọi người ơi. Tốt nghiệp rồi. Nhìn xinh hết nước chấm luôn. Đâu còn anh đâu, sao em xem bữa cây rơ của anh sao vậy? Ồ, nhìn cũng bảnh bao, mặc cái quần tây như mấy ông già luôn thấy lại ơi. Cũng được, cũng bảnh bao đó, cũng được. Đâu, đứng thẳng lên vô, đứng thẳng lên vô. Ôi gì kìa, ôi gì kìa, gì đâu mà sao tôi lùn lắm vậy tại. Trời ơi các bạn ơi, vậy là ở cái tuổi 15 này là tôi
tôi lùn hơn các bạn ơi. Ừ đúng rồi đó, tôi lùn hơn Sigo luôn mọi người ơi. Trời ơi khổ quá trời khổ luôn à. Đó, vậy là chúng ta đã khám phá được những cái thử thách ở bên trong cái 15 tuổi này như thế nào rồi các bạn ơi. Đó, các bạn cũng đừng quên là ai mà đi xem hết video của tôi mà thấy tôi với Sigo ai là người vượt thử thách bờ rầu nhất thì các bạn cũng đừng quên là nhớ comment và chấm điểm xem Ruby hay là Sigo ai là người bờ rầu nhất luôn nha mọi người ơi. Đó, đó my god, kìa tôi cũng xinh đấy, tự nhiên tóc chạy hòn lòn luôn rồi ơi, đáo đẹp luôn mọi người ơi, hết nước chấm luôn nha mấy bé ơi. Rồi bây giờ là còn một cái cánh cửa cuối cùng là cánh cửa 20 tuổi. À nó cũng không phải là cuối cùng nha anh em, tại vì mình chỉ xem tương lai của mình được tới đây thôi các bạn ơi. Đúng rồi đó, chỉ xem tương lai của tôi được tới đây thôi. Vậy vậy cha nội, tôi chưa kịp nói hết, người ông đi vô rồi. Giờ đó lũng cái tập đó, chỉ có cái tập đó các bạn ơi. Rồi, oh my god. Ơ sao tôi với Sigo lại mặc đồ đám cưới ta nè, cho các bạn nhìn luôn nè các bạn ơi. Oh my god. Ui, mình không biết là ở trong cái cánh cổng 20 tuổi này sẽ là cái gì ta. Nhìn nó cũng đặc biệt quái cái nồi luôn các bạn ơi. Đấy trời, nhìn mình cũng bị xinh xinh nít nè, dịu vàng đó, trời ơi là vậy đó anh em ơi. Rồi rồi bây giờ là mình sẽ bước qua luôn nè để tìm hiểu xem bên trong đây có cái gì hay luôn nha mọi người ơi. 1 2 3. Oh my god, đây là cánh cổng ở 20 tuổi các bạn ơi. Đó, và mình đang mặc đồ đám cưới và CEO cũng đang mặc đồ đám cưới luôn. Oh my god, đẹp thực sự luôn các bạn ơi, nhìn mình mặc đồ đám cưới mà mặc váy nhìn nè. Đâu? Ủa đám cưới ai vậy ta? Ê hình như là cái này là mình tụi mình đi dự đám cưới các bạn ơi. Từ từ, đám cưới ai vậy? Ê tim nè, tim nè. Ôi đám cưới của Sim với Kai. Oh my god, đám cưới của Sim với Kai mọi người ơi. Trời ơi, nhìn Kai kìa. Còn Sim đây các bạn kìa. Vậy thì đó đồng nghĩa với việc Sim đã có chồng. Em không chấp nhận được điều này. Em không chấp nhận sự thật đi em à. Mình không chấp nhận được điều này mọi người ơi. Trời ơi không, Sim bây giờ đã có chồng rồi mọi người ơi. Trời ơi, thế là tụi mình phải đi vô ngồi dự đám cưới của Sim ở tuổi 20. Anh thấy anh có thấy hạnh phúc cho cặp đôi này không anh? Em không cảm thấy vui à. Nó đùa với bạn chứ mình cũng cảm thấy vui cho Sim lắm. Miễn mình cưới mà ơi. Vậy giáo viên đi đi, em nói chuyện lần cuối cùng với bạn em nè. Mình cảm thấy Sim hạnh phúc là mình vui rồi các bạn ơi. Sim mà hạnh phúc là mình vui rồi các bạn không? Ai làm gì đứng kìa? Chồng lấy cây gôn làm chồng. Con bằng lòng lấy Simmy làm vợ. Rồi. Chị ơi, Chị ơi em thương chị nhiều lắm. Nhưng mà chúc chị hạnh phúc, chúc Sim hạnh phúc. Trời ơi, tôi đau lòng quá mọi người ơi. Tôi đi dự đám cưới của Sim. Trời ơi, tuổi 20 đi dự đám cưới của Sim. Thôi bây giờ là mình đi về luôn đi nha mọi người ơi. Tạm biệt mọi người à. Tạm biệt Sim nha, em đi đây. Vậy là tụi mình đã xong cái thử thách ở bên trong cái cánh cổng 20 tuổi này rồi. Thì ra là tụi tôi đi vô đây để có thể mình đi dự đám cưới của Simmy và Kyron các bạn ơi. Trời ơi, chứ không phải là như mấy ông nghĩ nha mấy ông ơi. Trời ơi. Ôi khoan từ từ con. Vậy tại sao Sim với Kai là đám cưới trước không với sao? Thì sao em biết? Sao anh hỏi em? Thì bây giờ là Kai với Sim là đám cưới trước á. Em mới nhận được thiệp đám cưới là 3 tháng nữa là Phong với Sam mà đám cưới đó. Không biết không nội? Thì không lẽ giờ đám cưới chung trời? Trời ơi kỳ quá à. Đó, vậy là chúng ta đã biết được là tuổi 20 của tụi mình là tụi mình đi dự đám cưới. Trời ơi là trời, đi dự đám cưới luôn. Oh my god, vậy là chúc mừng cặp đôi Kyron và Simmy đám cưới luôn nha mọi người ơi. Và thế là thôi nói chung mình kệ Sigo đi bạn. Ừ kệ em go đi đó. Rồi thì nói chung là tụi mình đã khám phá được những cánh cổng từ 3 gì em nói từ 3 tuổi cho tới 20 tuổi rồi nha mọi người ơi. Oh my god, các bạn nào mà hít cánh cổng nào nhất của cặp đôi Ruro thì các bạn cũng đừng quên là comment phía dưới video và cho tụi mình biết luôn nha.
tôi là tôi thích cái cánh cổng này là các bạn biết tại sao không? Là tại vì tôi được đi dự đám cưới của Kyron và Simmy đó mọi người ơi. Trời ơi, 3 tháng sau là chuẩn bị đi dự đám cưới tiếp của Phong và Sam luôn nha. Còn bây giờ thì